Mục để khép lại chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng đến với điệu múa Hoa Dâng Đảng do đội văn nghệ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thể hiện. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức. Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Nghề Tày huyện Bảo Yên trong buổi trưa ngày hôm nay.